Chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài mỹ thuật lớp 2, chủ đề 4, khu rừng nhiệt đới, bài 9, rừng cây rậm rạp. Mục tiêu bài học: học sinh chỉ ra được cách thực hiện một số hình thức mỹ thuật để diễn tả vẻ đẹp của phong cảnh núi rừng. Học sinh tạo được các sản phẩm mỹ thuật theo chủ đề khu rừng nhiệt đới bằng cách vẽ, xé, dán. Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của các con vật, cây cối, phong cảnh qua chấm, nét, hình, màu, không gian trong sản phẩm mỹ thuật. Học sinh cảm nhận được sự hài hòa, chuyển động của chấm, nét, hình, màu trong các sản phẩm mỹ thuật. Học sinh nhận ra vẻ đẹp của các khu rừng, yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước và có ý thức giữ gìn môi trường. Các con cần chuẩn bị giấy màu, màu vẽ, hồ dán, giấy báo cho bài học ngày hôm nay. Bài học của chúng ta gồm 2 tiết. Hôm nay, các con cùng nhau học tiết 1. Chúng mình cùng nhau trải nghiệm để tìm hiểu chấm, nét bằng cách các con hãy dùng giấy màu, giấy báo xé thành các chấm, nét theo ý thích. Bây giờ, các con hãy quan sát những chấm và nét mình đã tạo ra và cho cô biết, theo con có thể dùng chấm và nét này để làm gì? Và con thấy chấm và nét này giống bộ phận nào của cây? Những chấm và nét các con vừa tạo ra có thể tạo thành những cây đấy. Phần thân cây chúng mình có thể tạo ra bằng những nét. Còn phần tán cây hay lá cây chúng mình có thể tạo ra bằng những chấm, đúng không nào? Để tạo bức tranh rừng cây từ những chấm và nét các con vừa tạo ra, chúng mình thực hiện theo những bước nào? Các con cùng nhau đi tìm hiểu cách thực hiện. Các con có thể tạo bức tranh rừng cây từ những chấm và nét mình vừa tạo ra theo 3 bước sau. Bước thứ nhất, xé dán giấy màu tạo nền cho bức tranh. Bước 2, sắp xếp và dán các nét giấy tạo thành thân cây và cành cây. Bước 3, dán các chấm tạo lá, hoa, quả. Bây giờ, các con cùng theo dõi một đoạn video ngắn để hiểu rõ hơn về cách thực hiện. Thank you.
con cùng quan sát một số sản phẩm tham khảo của các bạn học sinh để có thêm ý tưởng cho sản phẩm của mình. Bây giờ là thời gian thực hành của các con. Nội dung thực hành, con hãy sử dụng giấy màu, giấy báo để tạo sản phẩm rừng cây bằng cách xé dán. Thời gian thực hành ở tiết 1 đã kết thúc. Các con cùng nghe dặn dò, bài sau hoàn thành sản phẩm. Các con hãy chuẩn bị giấy màu, giấy báo, màu vẽ, hồ dán cho bài học hôm sau. Chào mừng các con quay trở lại môn học mỹ thuật lớp 2, chủ đề 4, khu rừng nhiệt đới, bài 9, rừng cây rậm rạp. Tiết 2. Ở tiết học này, các con tiếp tục thực hành với nội dung. Con hãy hoàn thành sản phẩm rừng cây đang sáng tạo ở tiết học trước. Các con hãy quan sát lại những sản phẩm tham khảo của các bạn học sinh để hoàn thành bài thực hành tốt hơn. Sau khi hoàn thành bài thực hành, các con hãy trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình với mọi người trong gia đình và với mọi người xung quanh. Cô gợi ý cho các con bằng các câu hỏi sau. Con đã dùng chấm và nét tạo nên những hình ảnh nào trong bức tranh của mình? Bức tranh của con có những màu gì? Con hãy mô tả sự rậm rạp trong bức tranh của mình. Việt Nam được biết đến là rừng vàng, biển bạc. Vì vậy, khắp đất nước Việt Nam có rất nhiều rừng cây đẹp. Hôm nay, các con hãy cùng quan sát một số rừng cây, như rừng cây ở Tây Nguyên, rừng mận Sapa, Lào Cai, rừng quốc gia Nam Cát Tiên, rừng già Tà Xùa, Gia Lai, hay rừng Đước Cần Giờ, Cà Mau. Các con hãy quan sát thật kỹ và trả lời hai câu hỏi. Con có biết những rừng cây này ở đâu không? Con thấy những nét nào
trong các rừng cây đó. Trong các rừng cây, nét được tạo ra từ thân cây và cành cây, đúng không nào? Như chúng mình cũng đã biết, các chấm sẽ tạo nên lá cây và tán cây. Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, chú chim nhỏ, hai tiết. Các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, lá cây rụng, kéo, hồ dán cho bài học ngày hôm sau. Tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.